Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Shop Kim Nguyễn. Yeah, baby. Thì tôi cũng đã có một cái ghế mới rồi. Nhưng cái dịp Giáng sinh này thì người yêu tôi đã tặng tôi một cái ghế mới. Yeah, shout out cho Mia. Ok. Cái ghế mà tôi ngồi từ rất là lâu rồi, cũng lâu lắm, chưa được một năm nữa mà tôi quăng rồi, tôi làm gãy, tôi đủ thứ hết rồi, tôi đem đi sửa rồi nó thúi quắc rồi. Xong rồi bây giờ thì những dịp Giáng sinh thì Mia có tặng tôi một ghế mới ngồi nó rất là êm. Yeah, shout out cho Mia. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì không có thời gian nữa, chúng ta sẽ tôi sẽ làm một cái reaction cho một cái bài hát mới của Wino, bài hát đó là City Park. Thì thực ra thì những cái bài hát gần đây của Wino thì tôi bỏ lỡ hơi nhiều. Trước đấy là có cái bài mà hát với cái bài gì, thời gian, cột mốc thời gian hay sao đó, với Viso thì tôi cũng bỏ lỡ tại cái thời điểm đó thì tôi đang bị bệnh. Thì hôm nay có thời gian rảnh thì tôi làm reaction luôn. Ok, không có thời gian nữa, chúng ta tới với reaction thôi. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một like, một subscribe phía bên dưới nhé. Ok, và mình có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram nữa được, thì các bạn có thể check qua. Như là TikTok dạo này thì người xem trên TikTok của mình khá là nhiều, nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì bắt đầu luôn. Let's go. Ăn mừng ngày mới, Merry Christmas. Let's go baby. Yeah. Mệt quá, nói nhiều mệt quá. Ok, thì trước khi bấm play video này á, thì gần tới Noel rồi, thì tôi cũng muốn chúc mọi người có một cái Giáng sinh sắp tới thật là an lành, bên người thân, bên bạn bè, bên những người thân yêu của mình. Và hãy nhắc nhở những người xung quanh của mình uống nước nhé. Always stay hydrated, đeo bài đầu quảng cáo. Ok, và let's go. Shit, cũng gần một tuần nữa tôi chưa làm reaction á. Let's go baby. City Park, ôm em lần cuối ở thành phố hả? Bruno, hustling. Let's go, shout out to hustling. Hơn từ em nó đã khen đến, sẽ về cùng mấy mong một chỗ công viên, đi qua tuần qua nơi trên phố buồn phiền. Tại cũng đã trở về những lúc hồn nhiên, em ơi liệt tiêu bao những thứ thân tiền, hay là gặp nhau cũng là bởi nhân duyên. Anh mà em yêu đi tất cả mọi chuyện, anh ra đi với em vì em luôn là tuyệt. Hơn lắm từ em nó đã khen đến, sẽ về cùng mấy mong một chỗ công viên, đi qua tuần qua nơi trên phố buồn phiền. Hai ta đã trở về những lúc hồn nhiên, em ơi liệt tiêu bao những thứ thân tiền, hai ta gặp nhau cũng là bởi nhân duyên. Anh mời em hiểu được tất cả mọi chuyện, anh ra đi với em vì em đúng là tuyệt. Từ khi mà 18 bé đã trẻ dài, một lần đó khi mâm dẫn em ra đi, mọi thứ giống như nó đã bị khuếch đại. Nhìn đẹp anh cũng chẳng thể nhắm được mi. Sao em vẫn thất tình, mọi thứ nó trong vang giống như nó cũng đã vỡ tan khi em xuống đã bớt thật lời. Em sao là người không được mà làm sao thất hình vì ôm em lần cuối ở thành phố này. Là thầm biệt ngày đó anh cũng chẳng muốn quay đi. Ta thì cũng có những lần lỡ dài, chẳng thể nào anh gắn nơi xa hơn mi. Anh vẫn luôn nhớ mà, thì vào bóng dáng em như cái nó đang tiêu oxy. Cảm xúc rất thiết tha, yêu em bao lâu nên anh chẳng hề nào muốn chia ly. Em ơi anh đi sau cơn mưa khi không em chỉ để nhìn về một phép mà khi xưa em đã chê. Cảm giác trong vẫn thiếu anh đang để biết. Damn, cái thực sự là một trong cái những gọi là tuân thủ của Việt Nam mình, tôi thấy rất là thích đó là Wino. Tại vì thực ra thì trong Hustlang mọi người, tôi cảm giác như là những cái thành viên trong Hustlang chơi tune rất là tốt. Anh Hai Rubber nè, Viso là kiểu như là God luôn rồi, kiểu God mod luôn rồi, God level luôn rồi. Chúng ta có thêm Wino rồi. Trước đấy thì tôi có xem thêm những cái sản phẩm của cái bạn tên là HBO hay sao. Thì những cái thành viên của Hustlang thì chơi tune tôi cảm thấy là rất là tốt nha. Cái tune của Wino thì nghe khá là biết liền luôn. Tại vì nghe nó khá là trầm và kiểu nó hơi hướng kiểu mumble một tí xíu. Thực ra thì tune của Hustlang thì tôi thấy là đa phần các thành viên đấy thì nghe lúc nào cũng có một tí xíu gì đó mumble một tí xíu. Ok, đây không phải là lời chê ha, đó là cái cảm nhận của tôi thôi. Ok.
Để nhìn về một phép mà khi xưa em đã chê. Cảm giác trong vẫn thiếu nắng anh để biết em chẳng còn nhớ gì nữa. Bởi vì anh cũng đã chê. Anh cũng đã nhớ lại thì thầm của con tim anh. Chỉ cần là con nhớ bao hôm qua anh không xoay. Vì hết tiếp em đã nhớ trong mô ly. Bởi vì anh chẳng vui khi em ra đi. Hai ta chỉ có được một lần mình tồn tại trên trái đất. Mình được sống ở trên đời thoải mái. Nếu có lần ở bên cạnh nhau anh sẽ xin cho thời gian và chờ dù là ngày tháng kia vẫn trôi. Kể là đại dương khi tình anh ở ngoài khơi. Sẽ tìm đến ngông ngang và khó báo cho em trời. Kể là đại dương khi tình anh ở ngoài khơi. Sẽ tìm đến ngông ngang và khó báo cho em trời. Bao nhiêu năm xa cảm giác trong vơi như là cả mới hôm qua. Dẫu hết yêu nên anh biết giấc mơ vào trong thơ. Mỗi khi mà mình thì dắt em nói em không nhớ. Giờ là một ngày nào anh vẫn cứ mong chờ. Dù là nơi anh chờ tận lưu giờ. Hai người cũng đã chết hết trong mặt cô đơn. Nhìn cô máy đã lâu chẳng bôi trơn. Nhưng mà một lần nữa mất em thì thôi luôn. Một lần nữa mất em thì thôi luôn. Hương thơm từ em nó đã khiến anh điên. Sẽ với cùng em ở một chỗ công viên. Đi qua tuần qua nơi trên phố buồn phiền. Ta cũng đã trở về những lúc hồn nhiên. Em ơi lưu tin vào những thứ thân tiền. Hai ta gặp nhau cũng là bởi nhân duyên. Anh và em yêu đi tất cả mọi chuyện. Anh ra đi với em vì em luôn là tuyệt. Hơn năm từ em nơi đã khen anh đi. Sẽ viết cùng em ở một góc công viên. Đi qua tuần quán ở trên phố vui vẻ. Ta cũng đã trở về những lúc hồn nhiên. Em ơi lưu tin vào những thứ trên đời. Vì năm từ em vẫn tự do cơ khởi. Anh sẽ không bao giờ để em chờ đợi. Sẽ không bao giờ để em thấy trời vời. Ok. City Park. We know. Hustling. Nhìn ngang. Ok. Shit. Ok. Và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm mới của We Know City Park. Ở đây tôi coi cái description thì ở đây tôi thấy là có thu âm tại Q&T Studio. Ok, Mix and Master Dewey and Matt Hash. Ok, Dewey một cái nghệ sĩ mà trước đấy tôi có làm reaction là tôi nói là Dewey là một trong những cái bạn trẻ làm nhạc rất là chất lượng luôn nha. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm này của We Know. Thì thực ra thì đối với tôi cái bài này thì nghe thì nó khá là gọi là như là khá là chill, cũng không có gì gọi là quá là sôi động cả. Đối với cái ý kiến riêng của tôi, cái cảm nhận riêng của tôi đối với những cái thành viên trong Hustling, tôi nghĩ là những cái thành viên này có cái tư duy làm nhạc rất là tốt luôn, và họ đang đi theo cái hướng mà kiểu tuôn tủng đồ các thứ á. Thực ra thì đối với cái bài này và cái bài trước đấy tầm mấy tháng trước là Biết Yêu Một Người á, Biết Yêu Một Người thì tôi thấy là bài này kiểu không có đáp ứng được cái kỳ vọng của tôi, sorry. Cái bài Cột Mốc Thời Gian thì tôi cảm thấy là nó cũng có một cái điểm nhấn nhất định, nhưng mà đối với cái bài này thì tôi thấy là nó hơi bị đều đều một xíu. Đây là ý kiến gọi là cá nhân của tôi, có thể là nó giống với các bạn mà nó cũng có thể khác với các bạn, nhưng mà tôi luôn muốn nói ra những cái gọi là cảm nhận gọi là thật nhất, và cũng như là nó chỉ mang tính cá nhân thôi. Ok, thì thật sự là để nói cái bài, để so sánh bài này với là cái bài trước đấy là cái bài Khổ Bóc Thời Gian và cái bài Biết Yêu Một Người, thì tôi cảm thấy là cái bài này nó, như tôi đã nói là nó không đáp ứng được cái kỳ vọng mà tôi đã gọi là kỳ vọng cho cái bài hát này của Wino. Thật sự là tôi biết là cái khả năng của Wino rất là tốt, khi mà gọi là cái cách delivery của Wino cũng như là những cái gọi là cái hướng mà Wino đang đi, thì tôi cảm thấy là những cái bài hát này thì nó rất là dễ trending, cũng như là rất là gọi là dễ tiếp cận đến nhiều người á. Thì đối với tôi cái bài này thì có vẻ như là Wino chưa có đem hết 100% gọi là cái khả năng của mình vào cái bài hát này, thì chỉ tiếc ở cái phần đó thôi. Còn nhìn tổng thể bài hát thì đối với tôi thì nó cũng khá là ổn, không đến nỗi gọi là phải chê gì đó đâu. Đối với tôi nghe cũng khá ổn với cái mùa Giáng sinh này. Nghe cũng khá là ổn đối với mùa Giáng sinh này. Thì như tôi nói, những cái ý kiến của tôi nói trong cái những cái reaction video của tôi thì nó đa phần nó sẽ mang tính cá nhân, và nó có thể giống với các bạn mà nó cũng có thể khác với các bạn. Ok, và
cái reaction của tôi đến đây thôi. Hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Thì cái reaction tiếp theo của tôi sẽ là cái bài hát mới của anh Phan. Dạ, yeah, tôi mới một cái gọi là cái YouTube này, tôi mới thấy anh Phan nó mới mới ra một cái bài hát mới luôn. Ok, thì cái reaction video tiếp theo của tôi sẽ là cái bài hát của anh Phan. Ok, thì hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Ok, hẹn các bạn ở cái, chắc là tầm một vài ngày nữa thôi tôi sẽ post lên thôi. Ok, và như ở đầu video thì được tới mùa Giáng sinh rồi, thì qua đây thì tôi cũng muốn chúc mọi người sẽ có được một cái khoảng thời gian cuối năm thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân, và cũng như là mong là mọi người sẽ kết thúc gọi là cái năm 2022 này thật là trọn vẹn, và đó một năm 2023 gọi là thật là gọi là hứng khởi quay lại sắp tới. Ok, và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến thời điểm hiện tại, và nhớ like và subscribe cái kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like cái video này, tại vì dạo này World Cup nên là YouTube hơi bóp tương tác. Ok, nhưng mà Messi vô địch, Argentina vô địch. Ok, let's go. Và cái reaction của tôi đến đây thôi. Always stay hydrated, rồi như một khi peace and I'm out. Bye guys.